để liên tục đánh bài khuyên người đời tu niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Hà ngưỡng này đã đời phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Năm mèo ký máu rõ ràng khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi. Ngồi buồn điên tỏ một khi bá gia khổ nào vậy thì từ đây. Cơ trời thế cuộc đổi xây, điện mới theo thầy xuống chốn phàm gian. Thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh. Kẻ thời phú nghĩa bố kinh, người thời chung hiếu chẳng dình dén hai. Nên điên phiên nhủ bằng nay, xin trong lễ thứ ngày rày tinh tâm. Cớ thâm thì quá việc thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười rêu. Rồi sao sẽ thấy hùm beo khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này dân lệnh minh dương, giới lệnh Phật đường đi xuống giảng dân. Thấy trong ba tánh phàm trần, kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tài.